Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Cường Hàng Bãi ạ. Thì hôm nay em có về thêm được một số đồ nghề bãi Nhật các bác nhé. Hôm nay thì có một con máy ma máy máy con này máy cắt các bác nhé. Đó, máy cắt của Nhật này. Đó, và súng phun sơn này. Đó, súng phun sơn có loại to và loại nhỏ các bác nhé. Và có cả máy massage cầm tay loại lớn này. Đó, và đèn pin xách tay các bác nhé. Đó, và các loại cuốc xẻng rồi đó, kìm rất là nhiều các bác nhé, búa này. Đó, đục bê tông nữa này. Đó, đục bê tông và một số cây classic đó. Kéo cắt cành thì nay có rất nhiều kéo cắt cành đúc các bác nhá. Đó, kéo cành rồi các loại kéo luôn. Đó, dao rìu thì các bác này, đó dao đi rồi. Đó, các bác vào theo dõi video thì cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh các bác nhá. Và các bác đừng quên bấm vào chuông để nhận thông báo khi em lên video. Em xin cảm ơn các bác. Thì hôm nay em sẽ lên video mã B các bác nhá. Mã số B1. Mã số B1 là một cái máy mài các bác nhá. À, một cái máy này sử dụng để máy cắt đó. Máy này thì còn rất là mới này các bác này. Đó, máy của Nhật các bác nhá. Hiệu của nó là Ryobi này. Đó, tốc độ vòng tua rất là cao các bác, 12.000 này trên 1 phút hay sao ấy. Đó, 6.2A 100mm này. Đó, có các thông số đây các bác nhá. Con này nó sử dụng điện là 110 các bác nhá. Đó, 110 600W này, 50-60Hz này. Đó, sử dụng điện 110 các bác nhá. Máy Nhật bãi. Đó, còn nguyên tem mác này. Đây thì quá trình vận chuyển nó mấy vết chảy xước nhẹ thôi. Đó, có tên hiệu Ryobi của Nhật các bác nhá. Đó, máy rất là mới luôn. Đây em sẽ test thử các bác xem này. Đó, con máy này chạy rất là êm luôn các bác nhá. Đó, chạy rất là êm luôn, cầm nó không có bị rơ lắc gì hay là rung tay gì đâu. Đó, các bác mà đi làm công trình sử dụng cắt gạch rất là ngon luôn này. Đó, con máy cắt B1. Đó. Máy cắt này là mã số B1 các bác nhá. Ổ cắm của nó thì là ổ cắm hai chân này. Sử dụng điện 110 các bác nhá. Đó, dây nguồn thì không có bị nứt hay hở gì đâu. Dây nguồn còn rất là đẹp luôn. Đây. Cuộn dây nguồn của nó đây các bác nhá. Đó, con máy cắt B1 này là 450.000. B1 450.000. Mã số tiếp theo B2 là một cái súng phun sơn này các bác này. Đó, con này thì hiệu của nó là Macro này. Đó, tên hiệu đóng chỉ Macro dòng sản phẩm F75 Japan Technology này. Đó, rất là mới luôn các bác nhá. Đó, nó xi mạ rất là sáng và đẹp. Cái đầu phun sơn này của nó thì là đầu 1.5 các bác nhá. Đó, đầu 1.5. Đó. Đây, đầu phun sơn là đầu 1.5. Con này sử dụng rất là tốt các bác nhá, không có bị hư hại gì đâu. Đó. Nó có một cái bình phun sơn đây các bác này, bình đựng sơn nhá, cũng có tên hãng Macro đây. Đó, bình đựng sơn rất là đẹp luôn, không có cong vênh móp méo gì cả nhá. Đó, hiệu Macro, súng phun sơn B2 này là 370.000, B2 370. Mã số tiếp theo B3. B3 cũng là một cái súng phun sơn các bác nhá. Súng này thì súng loại nhỏ này. Loại nhỏ hơn. Này hiệu của nó là Osaka này, dòng sản phẩm F75. Đó, rất là đẹp luôn. À, con này thì đầu phun sơn của nó là đầu 1.3 các bác nhá. Đầu 1.3. Đây Japan Technology này. À, cái bình phun sơn cũng rất là đẹp, không có cong vênh móp méo gì này. Đó, có nắp đậy đàng hoàng luôn. Bình phun này thì các bác sẽ nắp vào phần bên hông này của súng nha các bác nhá. Đó, đây. Sẽ nắp vào phần bên hông của súng phun sơn này. Đó, cái bình phun này sẽ nắp bên hông này các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn, sử dụng tốt này, không bị hư hại gì cả. Đó, súng phun sơn B3 này là 300.000, B3 là 300. Mã số tiếp theo là số B4. B4 là một cái cây gậy chống dành cho người già các bác này. Cái này thì mới chưa qua sử dụng nhá. Đó, mới nguyên còn nguyên trong bọc đây, em khui ra để giới thiệu các bác này. Cái gậy chống này thì nó được kết nối ở bên trong, nó có một sợi dây, hai sợi dây dù đấy các bác này. Nó kết nối các khúc lại với nhau nhá. Đó, đây, nó sẽ kết nối các khúc lại với nhau này. Đó, phần đế của nó thì có 4 miếng cao su để chống trơn trượt này. Khi bác chống xuống nền nhà nó sẽ chống trơn trượt nhá. Đó, rất là ngon, tiện lợi luôn. Đây, con này thì tay cầm bọc cao su này. Và phần đầu nó có một cái chiếc đèn nhỏ đấy các bác này. Đèn pin nhỏ. Đó, đèn pin rất là sáng các bác nhá. Đó, các bác mà có chống gậy ban đêm ấy, thì nó rất là tiện lợi luôn, có đèn pin để sử dụng. Đó, cái gậy này thì có thể kéo dài tối đa là 92cm các bác nhé. Đó, nó có thể kéo dài tối đa ra là được 92cm. Đây thì nó có các cái nấc để các bác điều chỉnh dài và ngắn này. Đó, các bác chống chế độ dài hay ngắn thì các bác có thể điều chỉnh nhé. Đó, và khi không sử dụng nữa thì cây này nó rất là tiện lợi. Đó, các bác có thể gập lại nhé. Đây, các bác có thể gặp lại như này rất là gọn gàng luôn nhá. Đó. Và đây thì nó có một cái sợi dây thì các bác có thể đó, cột nó lại cho nó gọn gàng này. Đó, cột lại cho gọn gàng nhá. Hàng còn nguyên bọc đây các bác.
Có cây gậy trống dành cho người già B4 này là 250.000. B4 250.000. Đến mã số tiếp theo, mã số B5. B5 là một cái máy massage cầm tay này các bác này. Có máy này máy loại lớn các bác nhá, hiệu là Doctor E. Nó còn rất là mới luôn, gần như là chưa qua sử dụng luôn các bác nhá. À, máy này thì nó có một số cái đầu massage đây các bác này. Đó, nó có 4 đầu massage nhá. Đây, có 4 đầu massage. 4 đầu của nó như thế này các bác nhá. Một đầu là kiểu hình chữ V này. Đó, một đầu tròn như thế này. Đây, một đầu tròn nữa. Đầu này đầu tròn này. Đó. Đây thì em sẽ bật vào để test thử các bác xem nhá. Đó. Đây. Đó, massage rất là khỏe luôn các bác. Đó, rất là ngon nhá. Đó, các bác có thể thấy này, massage rất là ngon. Và đây thì nó có 3 chế độ này, vừa massage nhỏ này. Đó, massage nhỏ, massage vừa và massage lớn các bác nhá. Đó, chế độ thường, nhanh. Đó, chế độ chậm này, vừa và nhanh các bác nhá. Đó, nút nguồn đây. Đó, nó có chân sạc đây này. Đó, sạc pin vào các bác này. Đó, đây thì nó còn tem mát đây này. Các bác có cục pin của nó là 2200 này các bác này. Đó. Máy hiệu Doctor E chuẩn Nhật luôn các bác nhá. Đó, máy chuẩn Nhật luôn, có tặng kèm dây cáp sạc luôn. Đó, có 4 đầu massage. Đó. Máy massage B5 này là 450.000, B5 là 450.000. Mã số tiếp theo B6. B6 là một cái chiếc đèn pin xách tay các bác nhá. Đây, có chữ này Ponycare Made in Japan này. Đó, hàng chưa qua sử dụng các bác nhá, còn nguyên hộp luôn. Đây thì chiếc đèn này thì đây. Rất là sáng luôn các bác này. Đó, các bác có thể thấy này. Đó, có một đèn pha ở giữa đây nữa các bác nhá. Đó. Đó, đây. Thì bên này có đèn luôn, hai đầu đèn này và có chế độ điện đỏ nữa này. Đó, chế độ điện đỏ có thể nhấp nháy được này các bác này. Đó, rất là tiện lợi luôn. Và sạc điện 5V các bác nhá. Đây, có cổng sạc USB và cổng sạc đây nữa này. Đó. Có quai sách đây các bác. Đó, mấy bác có đi đêm thì có thể sạc con đèn này rất là ngon nhá. Đây thì có tặng kèm cả dây cáp sạc đây các bác này. Đó, tặng kèm dây cáp sạc luôn. Ở hàng còn nguyên hộp đây các bác nhá. B6 chiếc đèn pin này 350.000. B6 là 350.000. Mã số tiếp theo, mã số B7. Đến mã số B7. Mã số B7 là một cái cây xẻng gấp các bác nhá. Đó, một cái cây xẻng gấp xẻng loại nhỏ này. Cái này thì rất là mới luôn, còn nguyên lớp sơn mạ luôn nhá. Đó. Con này thì kích thước của nó thì chiều dài cả cán của nó được là 42 cm các bác nhá. Và chiều dài lưỡi xẻng là được 13,5. Bản lưỡi xẻng rộng là 9,2. Đó, con này thì rất là mới, gần như chưa sử dụng này. Và các bác vừa có thể làm xẻng vừa làm cuốc được nhá. Đó, các bác gập lại thì nó sẽ thành một chiếc cuốc chim đấy. Đó, đây. Gập lại thành một chiếc cuốc chim, có một đầu nhọn đây sử dụng bới đất các bác nhá. Đó, đầu nhọn sử dụng bới đất, tay cầm có bọc cao su này. Không sử dụng thì có thể gập lại như này rất gọn gàng các bác nhá. Cho vào túi sách ba lô đi dã ngoại đi phượt rất là tiện lợi. Đó, chiếc xẻng B7 này 250.000. Mã số tiếp theo B8. B8 là một cái cây xẻng nhọn loại nhỏ các bác này. Đó, cán thép các bác nhá. Đó, tem mác của Nhật còn nguyên này. Đó, đây thì có dấu của Nhật đây các bác này. Đó, dấu của Nhật nhá. Con này thì chưa qua sử dụng đâu các bác, do vận chuyển nên nó có mấy vết chảy xước nhẹ thôi. Đó, chứ hàng chưa qua sử dụng nhá. Còn mới nguyên. Chiều dài tổng với cây xẻng này, chiều dài tổng cả cán là 80 cm. Và chiều dài lưỡi xẻng là được 22. Bản lưỡi xẻng thì rộng được là 16,5 các bác nhá. Đó, bản lưỡi xẻng rộng 16,5. Thép của Nhật thì nó rất là dày dặn và cứng cáp này các bác này. Đó, cán thép tay cầm có trợ lực. Đó, cây xẻng B8 thì 350.000. Mã số tiếp theo B9. Mã số B9 là một cái cây xẻng nhọn loại lớn các bác nhá. Con này thì cũng hàng chưa qua sử dụng này. Đó, hàng nội địa Nhật này, có dấu nội địa đây, Steel này. Đó, hạng hiệu của nó hiệu con chuồn chuồn đấy các bác nhá, có logo hình con chuồn chuồn. Đó, con này thì quá trình vận chuyển nó cũng có một vết chảy xước nhẹ thôi, vài vết chảy xước nhẹ đây. Chứ mới chưa xài các bác nhá. Đó, đây, cán còn tem mác này các bác này. Đó, đây thì nó cái thân cán nó cũng bị bong tróc một ít sơn thôi. Đó, do người ta vận chuyển nên là nó bị tróc một ít sơn chứ hàng chưa qua sử dụng các bác nhá. Đó. Cán thép xài rất là bền luôn. Chiều dài tổng của cái cây xẻng này thì nó được khoảng tầm là 95 cm. Đó, chiều dài tổng cả cán là 95 cm. Chiều dài lưỡi xẻng thì được là 29 cm này. Bản lưỡi xẻng thì nó rộng được là 22 các bác nhá. Đó. Đó, cây xẻng hiệu con chuồn chuồn rất là đẹp. Nó còn tem mác ở trên lưỡi xẻng luôn. B9 là 400.000. Mã số tiếp theo B10. Mã số B10 là một cái cây xẻng vuông nhỏ các bác nhá. Cây này thì cán của nó là cán thép nhá. Đó, tem mác của Nhật cũng còn trên cán này. Con này thì do để bãi nên nó bị bong tróc một phần sơn mạ rồi này. Đó, lớp sơn mạ nó cũng bị bong tróc rồi.
Đó, nhưng mà thép nó rất là cứng cáp nhá. Các bác sử dụng thì không có sợ bị mòn, bị cong vênh, móp méo gì luôn. Đó, kích thước của con này thì kích thước của nó thì dài cả cán là được khoảng tầm cũng 90cm các bác nhá. Con này dài cả cán là 90cm. Và chiều dài lưỡi xẻng thì được là 22,5. Chiều rộng của lưỡi xẻng là 17 các bác nhá. Chiều rộng lưỡi 17. Đó, con này thì ngoại hình nó cũng không được đẹp lắm đâu, nhưng mà sử dụng thì thép rất là ngon luôn các bác nhá, cán thép. Đó. Đó, chiếc xẻng B10 là 250.000. B10 250.000. Và tiếp theo B11. B11 là một cái lưỡi cuốc các bác nhá. Đó, con này lưỡi cuốc hàng rèn thủ công của Nhật này. Đó, lớp sơn mạ của con này cũng còn này các bác này. Đó, rất là mới luôn. Chiều dài của cái lưỡi cuốc này thì được là 27,5 và bản lưỡi của nó rộng là 8cm. Độ dày lưỡi thì nó rất là dày luôn các bác này. Trên này ở phần trên là nó dày 12 ly này. Và nó mỏng xuống dưới lưỡi thì nó còn được là 5 ly các bác nhá. Đó, trên này rất là dày, dày 12 ly và dưới này thì còn 5 ly nhá. Đó. Rất là dày dặn và cứng cáp luôn. Lưỡi cuốc này thì nó rất là dài thì các bác có thể sử dụng để cuốc nó xuống sâu được nhá. Đó, cuốc xuống sâu rất là sâu luôn. B11 là 220.000. Và số tiếp theo B12. B12 là một cái cây cái này thì nó kiểu như là một cái đầu nhọn cây để nó giống đầu nhọn của cuốc chim ấy các bác. Đó, để các bác mà có cuốc ấy, đó, cuốc móc này. Hoặc là các bác có thể để bẩy móc những cái tấm gỗ nhá. Đó, tấm ván tấm gỗ. Đó, con này thì lưỡi của nó hàng đèn thủ công của Nhật nhá, có chữ đóng chìm trên bề mặt lưỡi này. Đó, hàng đèn thủ công của Nhật, thép rất là cứng cáp nhá. Chiều dài cán của cây này thì nó được là 44cm. Chiều dài phần đầu mũi nhọn này thì được là 13cm các bác nhá. Đó, 13cm. Đó. Hàng đèn thủ công của Nhật rất là đẹp. B12 là 200.000. Mã số tiếp theo B13. B13. Mã số B13 là một cái lưỡi cuốc chim lớn các bác này. Con này cũng hàng rèn thủ công các bác nhá, thép thủ công. Đó. Con này thì chữ rất là đẹp luôn các bác này, chữ Nhật đóng chìm rất là sâu trên bề mặt lưỡi này. Và bề mặt lưỡi thì không có bị rỗ rỉ gì nhá, rất là đẹp luôn. Đó, láng mịn luôn các bác nhá. Chiều dài tổng của cái lưỡi cuốc chim này thì nó được là khoảng 40cm các bác nhá. Chiều dài tổng của lưỡi này là 40cm. Còn chiều dài của lưỡi cuốc thì được 18cm này. Chiều rộng lưỡi cuốc là được 8cm. Đó, 8cm, lưỡi rất là đẹp luôn. Đó, các bác có thể thấy hai mặt này. Thép rất là cứng cáp các bác nhá. Đó, B13 lưỡi cuốc chim này 250.000. Mã số tiếp theo B14. B14 là một cái cây cuốc chim này. Con này thì gần như là mới, chưa qua sử dụng các bác này. Đó, các bác có thể thấy này, lớp sơn mạ của nó còn nguyên nhá, gần như chưa sử dụng nhá. Đó, hai mặt lớp sơn mạ còn nguyên. Đây, phần đầu này người ta chưa xài luôn các bác này. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Về kích thước thì chiều dài tổng của cái lưỡi cuốc chim này nó được là 28cm. Chiều dài của cái phần lưỡi cuốc thì nó được là 10,5. Và bản lưỡi cuốc này thì rộng được là bản lưỡi cuốc rộng khoảng tầm 5cm các bác nhá. Đó, bản lưỡi cuốc rộng 5cm. Chiều dài phần cán của cây này thì nó được là 48cm nhá. Cán dài 48cm. Đó, một cái cây cuốc chim rất là mới luôn. B14 cái này là 230.000. Mã số tiếp theo B15. B15 là một cái cây cuốc nhỏ các bác nhá. Cây này thì nó có một đầu cuốc và một đầu cào này. Đó, một đầu cuốc nhỏ và một đầu cào 4 răng các bác nhá. Đó, rất là mới, còn lớp sơn mạ đây. Đó, còn lớp sơn mạ. Cán người ta đóng đinh chốt rất là chắc chắn, trên cán thì còn tem mác của Nhật đây, cán gỗ mới tinh luôn này các bác này. Đây, có một sợi dây thì không sử dụng các bác có thể treo lên này. Kích thước chiều dài cán của cây này thì nó được là 36cm. Chiều dài của lưỡi cuốc thì nó được là khoảng 7,3cm. Và chiều dài của cái lưỡi cào này được là 10cm các bác nhá. Đó, chiều dài lưỡi cào 10cm. Chiều dài lưỡi cuốc là khoảng 7,3. Đó, một cái cây cuốc, một đầu cuốc và một đầu cào B15 là 200.000. B15 200. À, tiếp theo B16. B16 là một cái cây chép các bác nhá. Đó, con này chép thép của Nhật rất là cứng cáp luôn. Đó, lớp sơn mạ thì nó bị bong chóc một phần rồi này. Đó, nhưng mà lưỡi đẹp đây các bác nhá. Đó, phần cán của nó là cán thép này, không có bị móc méo gì cả nhá. Cán của nó là cán thép đây các bác. Cán là cán ống thép và ống thép rỗng các bác nhá. Đó, cán ống thép rỗng. Con này thì kích thước thì chiều dài tổng thì nó được khoảng tầm chiều dài cả cán của cái cây này thì nó được khoảng 96cm các bác nhá. Đó, con này chiều dài cả cán là khoảng 96cm. Chiều dài của lưỡi chép thì nó được là 10,5 và bản của lưỡi chép này rộng là 9,5. Độ dày của cái lưỡi chép này thì dày được 3 ly các bác nhá. Đó, độ dày lưỡi chép dày 3 ly. Đó, con này về thì sử dụng để bơm chặt này, rễ cây các bác nhá. Các bác có đánh cây thì sử dụng con này cũng được.
B16 180.000. Và tiếp theo B17. B17 là một cái cây chép các bác nhá. Đó, một cái cây chép. Con này thì bề mặt còn rất là đẹp này các bác này. Đó, thép thủ công nhá, lưỡi đẹp này. Đó, và cán của nó cũng là cán ống thép này các bác này. Đó, con này cán cũng là cán ống thép nhá. Cán còn rất là đẹp, không móp méo gì nhá. Kích thước thì chiều dài cả cán của cây này thì nó được khoảng tầm nó khoảng 1 mét các bác nhá. Đó, con này chiều dài cả cán thì khoảng 1 mét. Và chiều dài của lưỡi chép thì nó được chiều dài lưỡi chép thì nó khoảng tầm là 11 cm này. Chiều rộng của lưỡi chép thì là 10 cm các bác nhá. Và độ dày của lưỡi chép này thì được cũng 3 ly các bác nhá. Đó, độ dày lưỡi chép là 3 ly. Đó. B17 cái này là 200.000. Đấy, tem mác còn ở trên cán này các bác. B17 200.000. Mã số tiếp theo. Đến mã số tiếp theo B18. Mã số B18 là một cái cây kéo tỉa hàng rào của hãng Okatsune các bác nhá. Đó, con này cán đặc trưng là cán trắng đỏ này, cán còn rất là đẹp này. Tem mác của Nhật còn đây các bác nhá. À, bề mặt lưỡi của con này thì đẹp này, không có bị rỗ rỉ gì các bác nhá. Lưỡi của nó rất là sắc bén luôn nhá. Đó, lưỡi rất là sắc bén. Đây bên này thì có tên hãng đóng chìm đây các bác này, của hãng Okatsune. Đó, có một con ốc cữ chặn ở đây này. Đó, dáng kiểu dáng của con này rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, rất là mới luôn. Đó, cán dài, lưỡi của nó khá là dài đấy. Chiều dài tổng của cây kéo này thì nó được khoảng tầm là nó khoảng là 76 cm các bác nhá. Chiều dài cả cán 76 cm. Chiều dài lưỡi kéo sử dụng thì nó được là 17,5. Đó, lưỡi kéo sử dụng dài 17,5. B18 cây kéo tỉa rào này là 320.000. B18 320. Mã số tiếp theo B19. B19 là một cái cây nhổ đinh các bác nhá. Đó, cây này thì hàng mới chưa qua sử dụng, hiệu của nó là Bakuma. Đó, hiệu Bakuma có hình con gấu đây, tem mác còn nguyên này. Cây này thì nó dài được 36 cm các bác nhá, 360mm này. Đó, hiệu của Okuma. Đây, CRV Steel này. Chưa qua sử dụng các bác nhá, nó có hai đầu chữ V nhổ đinh. Đây, đẹp nguyên, chưa sử dụng nhá. Không xước mẻ gì cả đó. Lớp sơn mạ thì còn mới nguyên nhá. Đó, cây nhổ đinh loại nhỏ B19 này 150.000. Mã số tiếp theo B20. B20 là một cái cây kìm kẹp hàn các bác nhá. Đó, một cái cây kìm kẹp. Con này thì lưỡi của nó là lưỡi chéo các bác này, một lưỡi chéo và mũi là mũi nhọn. Cũng hàng mới chưa xài các bác nhá, còn nguyên lớp sơn mạ luôn. Kích thước thì chiều dài cả cán của nó là được 28,5 và chiều dài tổng là 28,5, chiều dài lưỡi sử dụng là 10,5 các bác nhá. Chiều dài lưỡi sử dụng 10,5. Đây, miệng kẹp rất là đẹp luôn này. Chưa qua sử dụng. Ở đây thì cái này là hai nước sơn, người ta sơn hai nước sơn khác nhau các bác nhá. Đó, đây dưới này sơn màu đen, trên này sơn màu trắng này, chứ không phải là người ta hàn đâu các bác. Đó. B20, cây này là 200.000. Mã số tiếp theo B21 là một cái cây kìm cắt các bác nhá. Cây kìm cắt này thì hiệu của nó là hiệu Dokju này. Đó, Dokju của Nhật các bác nhá, có hình đầu trâu này. Lưỡi cắt thì đẹp nguyên các bác nhá, không xước mẻ gì cả nhá. Đó, lưỡi cắt đây rất là đẹp luôn nhá. Đó, con này thì có lò xo trợ lực ở bên trong này và dây chốt gài là dây da nhá. Cán của cái này là cán thép các bác nhá. Đó, cán thép. Chiều dài của cây kìm cắt này thì nó được là 21 cm. Đó, con này sử dụng cắt dây điện, dây kẽm bonsai rất là ngon. Đó, hiệu Dokju của Nhật. B21 180.000. Mã số tiếp theo B22. B22 là một cái cây kìm đa năng các bác nhá. Đó, một cây kìm đa năng. Cây này thì còn rất là mới này. Đó, bác có thể thấy lớp sơn mạ của nó còn đấy nhá. Đó, tay cầm thì cũng rất là liền lạc luôn. Con này thì các bác vừa có thể sử dụng để kẹp này. Đó, kẹp rồi có các cái lỗ ở đây, bốn lỗ đây thì không biết để làm gì đây nữa các bác. Có các thông số 2.5, 3.5, 3, 4 này. Và nó có là 5 lỗ để tuốt dây điện các bác nhá. Đó, 5 lỗ tuốt dây điện. Đó. Đây thì có các cái lỗ này thì không biết để bấm cốt hay là gì đây nữa. Đó, răng lợi đẹp các bác nhá, răng lợi không có bị cấn dập hay chảy trượt gì đâu, răng lợi rất là đẹp. Chiều dài của cái cây kìm này thì nó được là 20,5 các bác nhá. Đó, dài 20,5 cm. Đó, cây kìm B22 này 200.000. Mã số tiếp theo B23. B23 là một cái cây kìm cắt các bác nhá. Đó, con này thì còn khá là mới này. Đó, các bác có thể thấy này, lưỡi cắt không xước mẻ gì nhá, lưỡi cắt rất là đẹp luôn. Đó, không xước mẻ gì cả. Tay cầm bọc cao su liền lạc các bác nhá. Chiều dài của cái cây kìm cắt này thì nó được là 23 cm các bác nhá. Đó, khoảng tầm 23 cm. Con này thì các bác sử dụng cắt dây điện, dây kẽm bonsai cũng được nhá, rất là ngon. Đó, B23, cái này là 180.000. Mã số tiếp theo B24. Mã số B24 là một cái cây kìm mỏ quạ này các bác này. Con này thì hiệu của nó là hiệu Best này. Đó, Best có tên hãng đóng chìm Best Japan đấy các bác nhá.
đó, chữ Japan đóng chìm luôn. Con này thì hàng mới chưa xài đâu các bác, răng lợi này đó đều nguyên nhá, chưa bị cấn dập trầy trượt gì nhá, răng lợi rất là đều, lớp xi mạ thì sáng đẹp. Có phần tay cầm thì bọc cao su cũng còn rất là liền lạc này, nó chỉ bị dính một số vết bẩn thôi các bác. Đó, em vệ sinh nó chưa kỹ lắm. Chiều dài của cái cây kìm mỏ quạ này thì nó được khoảng tầm 25 cm các bác nhá. Đó, dài 25 cm. Đó, răng lợi rất là đẹp luôn, chưa qua sử dụng, hiệu Best Japan, B24 180.000. Mã số tiếp theo B25. B25 là một cái cây mỏ lết răng của hãng Vigit các bác nhá. Đó, cây này là hàng của Mỹ này. Rất là đẹp luôn, cái này chưa qua sử dụng các bác nhá. Đó, hiệu Rigvit. Đây, bên này có chữ này, USA này. Đó, Rigvit USA. Đây, phần răng lợi thì rất là đều luôn đây các bác. Đó, răng lợi thì chưa có một vết sử dụng gì các bác nhá. Đó, chưa có dấu hiệu sử dụng gì. Đó, răng lợi đều nguyên. Hàng của Mỹ thì các bác biết rồi, rất là chất lượng luôn nhá. Đó. Chiều dài của cái cây này thì nó được khoảng tầm nó khoảng 27 cm đấy các bác. Đó. Nó khoảng 27 cm. Đặt vào phần miệng của cây này thì miệng của nó có thể mở tối đa là được khoảng tầm 5 cm các bác nhé. Đó, mở tối đa 5 cm, hiệu Rigvit USA. B25 là 100, B25 là 380.000. B25 là 380.000. Tiếp theo B26. B26 là một cái cây kìm cộng lực của hãng MCC các bác nhé, size 450 và cây này cắt sắt là 7 ly này, MCC Japan cắt sắt 7 ly. Phần lưỡi cắt thì khít đẹp đây các bác nhé, không có sứt mẻ gì cả nhé. Đó, lưỡi cắt đây không sứt mẻ gì nhá, rất là đẹp. Đó, con này thì còn tem mác của Nhật đây các bác nhá, có dấu nội địa này và do để ở bãi nên là nó cũng bị bong một ít sơn đây này, và đây thì nó có dính mấy cái keo thôi các bác, dính cái băng keo nhá. Đó, đây có hai chỗ này dính băng keo này. Đó, tay cầm thì khá là đẹp luôn. Đó, size 450 các bác nhá, cắt sắt là 7 ly. B26 cái này 350.000. Đến mã số tiếp theo, mã số B27. B27 cũng là một cái cây kìm cộng lực của hãng MCC. Cái này size 350 các bác nhá, size 350 và cắt sắt là 6 ly. Đó, MCC Japan này. Đó, cái này thì gần như là chưa qua sử dụng các bác này. Đó, lưỡi cắt còn khít nguyên nhá. Nó không sứt mẻ gì cả nhá. Cũng có dấu nội địa đây, tem mác của Nhật còn đây này. Đó, các bác có thể thấy khá là mới luôn nhá. Đó, size 350. Đó, cắt sắt là 6 ly các bác nhá, cắt sắt 6 ly. B27 là 280.000. Mã số tiếp theo B28 cũng một cây kìm cộng lực của MCC. Cái này size 300 các bác nhá. Và con này thì cắt cắt là 5 ly. Đó, MCC cắt cắt 5 ly Japan này. Đó, con này lưỡi cắt cũng không sứt mẻ gì đâu. Đó, các bác có thể thấy này, lưỡi không sứt mẻ gì cả nhá. Cán là cán thép luôn này, có dấu nội địa đây, Nhật đây các bác nhá. Đó, size 300 MCC cắt 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 sắt là 5 ly. B28 là 250.000. Đến mã số tiếp theo. Mã số B29. Đến mã số B29. Mã số B29 là một cái cây cưa sắt các bác nhá. Đó, con này thì hàng này là hàng của Đức này. Đây có chữ này các bác này. Đó, Germany này, hàng của Đức các bác nhá. Có số hiệu các thứ đầy đủ đây. Đó, con này thì còn rất là mới này. Đó, các bác có thể thấy này, bề mặt lưỡi cưa còn nguyên lớp mạ nhá. Răng thì rất là sắc bén luôn. Đó, tay cầm thì phần trên này, phần dưới phần cán là cán nhựa các bác nhá. Tay cầm thì có bọc cao su đây. Đó, còn liền là chiều dài tổng của cây cưa sắt này thì chiều dài tổng cả cán của nó là 48 cm và chiều dài lưỡi cưa sử dụng thì nó được là 20,5, bản lưỡi cưa rộng là 4 cm các bác nhá. Đó, rất là mới luôn nhá, có chốt gài đầy đủ đây các bác này. Đó, có thể gập lại nhá. Đó, một cái cây cưa sắt của Đức B29 B29 là 220.000. Số tiếp theo B30. B30 là một cái cây bơm mỡ bò các bác nhé. Con này thì rất là mới luôn này. Đó, rất là mới, gần như chưa xài luôn. Đó, khá là mới đây các bác. Con này thì hiệu của nó là hiệu Yamada Zuki này. Đó, Yamada Zuki. Có dấu nội địa Nhật đây các bác nhé, hàng nội địa Nhật. Đó, có model các thứ đầy đủ này, Made in Japan này. Đó, Made in Japan. Chiều dài tổng của cái cây bơm mỡ bò này thì nó được là khoảng 32,5 và chiều dài ống bơm mỡ của nó thì được là 11 cm. Đó, một cái cơ bơm mỡ bò rất là mới, sử dụng tốt các bác nhé. B30 cái này 220.000. Tiếp theo B31 là một cái cây thước thủy này. Đó, con này thì nó là thép rèn của Nhật các bác nhé, nên nó rất là cứng cáp, hiệu là KOD của Nhật này. Đó, chiều dài của cái cây thước thủy này thì nó được khoảng tầm 38 cm các bác nhá. 38 cm, nó có một ống cân nước chiều ngang và một ống cân chiều dọc đây nhá.
một ống cân chiều ngang, một ống cân chiều dọc đó. Con này còn rất là đẹp luôn, dài 38 cm các bác nhá, dài 38 cm. B31 là 180.000 đó, B31 180. Mã số tiếp theo B32. B32 là một cái đầu búa này các bác này. Đó, đầu búa này thì dáng của nó rất là độc lạ này các bác này, rất là đẹp luôn nhá. Đây có mộc đây các bác này. Đó, hình như đây đúng không? Nó có mộc ở đây này. Chiều dài của phần đầu búa này thì nó được là khoảng 19 cm các bác nhá. Đó, chiều dài 19 cm. Đường kính đầu đóng thì nó được khoảng tầm là 4 cm này. Đó, đầu đóng của nó thì người ta có rèn là nó sẽ cong về đây, nó sẽ vuốt về các cạnh đây các bác nhá. Đó, sẽ vuốt về các cạnh, còn ở giữa này nó sẽ lồi lên này. Đó, hai đầu thì chưa cấn dập chảy trượt gì, rất là đẹp các bác nhá. Đó. Rất là đẹp luôn. Cái đầu búa này thì nó nặng được nó nặng là 1,5 kg các bác nhá. Đó, nó nặng 1,5 kg. B33 là B32. Đó, nặng 1,5 kg. B32 là 200.000. Mã số tiếp theo B33. B33 là một cái cây búa đinh của hãng Dokju. Đó, con này thì hàng chưa sử dụng đâu các bác. Đó, hiệu này Dokju Made in Japan này, tay cầm liền lạc đây nhá. Đây, phần đầu đóng đinh của nó thì có các cái rãnh để chống trơn trượt đây, chưa cấn dập chảy trượt gì, chưa qua sử dụng các bác nhá. Đầu chữ V nhổ đinh đây, không xước mẻ gì nhá. Đó, hiệu Dokju ở trên phần đầu búa đây, cán là cán ống thép này, tem mác còn đây các bác nhá. Đó, cái búa này thì nó nặng được 600g các bác nhá, nặng 600g. Chiều dài tổng của cái cây này thì được 35 cm. Chiều dài phần đầu búa thì nó được khoảng tầm 13,5 và đường kính đầu đóng là khoảng 2,8 các bác nhá. Đường kính đầu đóng 2,8. Đó, một cái cây búa đinh của hãng Dokju. B33 là 250.000. Mã số tiếp theo B34. Mã số B34 là một cái cây búa đinh này. Cái này thì hiệu là hiệu Mickey các bác nhá, hiệu Mickey Made in Japan này. Đó, đầu đóng đinh thì cũng chưa cấn dập chảy trượt gì. Đó, có các cái rãnh để chống trơn trượt đây. Đó, đầu chữ V nhổ đinh không xước mẻ gì cả nhá các bác nhá. Đó, cán gỗ đóng đinh chốt rất là chắc chắn luôn. Đây, ở trên đầu búa của nó cũng có hiệu chữ hiệu đây các bác này. Cán gỗ mới tinh luôn nhá các bác. Chiều dài tổng của cây búa này thì nó được là chiều dài tổng 39 cm và chiều dài phần đầu búa thì được khoảng 13,5. Đường kính đầu đóng của cây này thì nó khoảng tầm là 2,8 các bác nhá. 2,8. Cân nặng của cây này được 500g. Đó, cây búa này nặng 500g các bác nhá. B34 220.000. Tiếp theo B35 là một cái cây búa này. Cái này thì rất là mới luôn, các bác có thể thấy cán gỗ mới tinh luôn này. Đó, đây trên đầu búa thì có chữ Japan đóng chìm đây các bác nhá. Đó, Japan đóng chìm này. Đầu búa này thì nó là thép rèn của Nhật nên nó rất là cứng cáp các bác nhá. Đây, phần đầu búa thì lá ngo luôn, không có bị cấn dập chảy trượt gì. Nó có một đầu tròn và một đầu nó dẹp kiểu này các bác nhá. Đó, đầu dẹp. Chiều dài phần đầu búa thì được khoảng tầm 9 cm. Đường kính đầu đóng của cây này thì nó là 3 cm và chiều dài tổng của nó là 30 cm các bác nhá. Đó, chiều dài tổng 30 cm. Đầu dẹp này các bác có thể sử dụng để chặt gạch được này. Đó, chặt gạch. Đầu này thì sử dụng đóng đinh nhá. Đó. Cái búa này nặng khoảng 600g các bác nhá, nặng 600g. B35 là 200.000. Tiếp theo B36 là một cái cây búa gò các bác này. Đó, một cái cây búa gò. Cái này thì hàng chưa qua sử dụng, hiệu là KTC các bác nhá. Đó, tem mác còn đây, KTC Made in Japan. Chưa sử dụng các bác nhá, rất là mới luôn. Chiều dài tổng của cái cây này thì nó được là 41,5 cm. Chiều dài phần đầu búa thì được là 11 cm. Đường kính đầu đóng thì nó là khoảng 1,5 các bác nhá. Đường kính đầu đóng 1,5. Đây, đầu cũng chưa bị cấn dập gì, chưa sử dụng nhá. Một đầu nhọn nữa, một đầu tròn. Con này thì sử dụng để gõ mối xỉ, mối hàn các bác nhá. Đó, gõ xỉ hàn rất là ngon, KTC. Cân nặng là 300g. Đó, cân nặng cây này là 300g. B36 170.000. Mã số tiếp theo B37 là một cái cây búa bi loại nhỏ các bác nhá, của hãng OH này. Đó, hiệu OH. Đây, đầu búa cũng láng o luôn, chưa xài này các bác, gần như chưa xài nhá. Đó, láng o luôn các bác này, chưa cấn dập chảy trượt gì. Đầu bi đây cũng đẹp này, đầu là đầu 1/2 các bác nhá. Cán gỗ đây cũng đẹp chắc chắn. Chiều dài tổng cây búa này thì nó được 30 cm. Chiều dài phần đầu búa thì nó là 8 cm các bác nhá. Đường kính đầu đóng thì nó được khoảng tầm là 2,3. Và cân nặng cây búa này thì nó được là 300g. Đó, cân nặng 300g. B37 là 150.000. Số tiếp theo B38 là một cái cây búa hiệu Dokju này các bác này. Đó, con này thì có một đầu vuông và một đầu dẹp các bác nhá. Đó, con này thì gần như hàng chưa xài thì cũng chưa cấn dập gì đây các bác. Đầu búa đẹp nhá, và một đầu dẹp đây. Đó, nó có một đầu dẹp. Đó, đầu búa còn nguyên lớp sơn mạ luôn. Đó, cái này thì người ta rèn phần đầu búa và phần nắp cán này, rèn liền luôn này các bác này. Đó, tem mác hiệu Dokju Made in Japan này, rất là mới. Chiều dài tổng cây búa này thì nó được là khoảng 32 cm và chiều dài phần đầu búa thì 12,5. Đường kính đầu đóng là 2 cm các bác nhá. Và cân nặng của cây búa này thì nó là 400g.
Đó, cân nặng 400g B38 220.000. Đây mã số tiếp theo. Mã số tiếp theo B39. Mã số B39 là một cái cây đục bê tông các bác nhá. Đó, cây đục bê tông. Cái này thì hiệu là hiệu của nó Mokuba này. Đó, Mokuba Japan. Đó, còn nguyên tem mát đây các bác này. Đó, có phần đầu đây nó chóc một ít sơn mạ thôi này. Đó, phần đầu đóng đây thì cũng còn đẹp đây các bác nhá. Đầu đóng đẹp. Cái này thì rất là mới luôn. Chiều dài của cái cây này thì nó được là khoảng 18cm này, và phần lưỡi sử dụng của nó thì rộng là 7,5 các bác nhá. Lưỡi sử dụng rộng khoảng 7,5cm. Đó, một cái cây đục bê tông rất là mới. Đó, B39 cái này 180.000, B39 180. Tiếp theo B40. B40 nó một cái cây đục bê tông. Đó, con này thì nó có một cái bọc đây các bác này, đó, có cái bọc nhá. Con này hiệu cũng là Mokuba này, made in Japan này. Con này thì loại lớn hơn size 90 các bác nhá. Đó, size 90. Chiều dài của cái con này thì nó được khoảng tầm là 19,5 và phần lưỡi sử dụng rộng là 9cm các bác nhá. Đó, lưỡi sử dụng rộng 9cm. Tại phần đầu đóng của nó cũng còn đẹp đây các bác nhá. Đó, phần đầu đóng đây còn đẹp này. Đó. Khá là mới luôn đấy các bác. Lưỡi của nó thì không sứt mẻ gì các bác nhá. Lưỡi đẹp. Đó, nó có một cái bọc đây các bác này. Đó, có một cái bọc đây. Cây đục bê tông B40 này 220.000, B40 220. Số tiếp theo B41. B41 cũng là một cái cây đục bê tông. Đó, con này thép của nó là thép rèn các bác nhá, nên nó rất cứng cáp luôn nhá. Đó, bề mặt đẹp này, lưỡi không sứt mẻ gì cả. Tay cầm thì có bọc cao su đây liền lạc nhá. Cầm bọc cao su liền lạc, đầu đóng đây cũng đẹp này các bác. Đó. Chiều dài của cái cây này thì nó được là 23cm và phần lưỡi sử dụng rộng là 5cm các bác nhá. Lưỡi sử dụng rộng 5cm. Đó, B41 cây này là 170.000, B41 170. Số tiếp theo B42. B42 cũng là một cái cây đục bê tông này các bác. Đó, con này thì rất là mới, còn lớp sơn mạ đây các bác nhá. Tay cầm bọc cao su liền là phần đầu đóng đây cũng đẹp nhá. Kích thước thì chiều dài của cây này thì nó được là 22cm này, và phần lưỡi sử dụng của cây này thì nó rộng được là 4cm nhá. Đó, lưỡi sử dụng rộng 4cm. B42. Đó, cây này 150.000, B42 150.000. Đó, số tiếp theo B43 cũng là một cái cây đục bê tông. Con này thì hiệu là Dokju các bác nhá. Đó, có tên hàng đóng chìm đây này. Dokju cũng khá là mới luôn đấy các bác. Đó, và tay cầm thì cũng có bọc cao su đây liền lạc này. Đầu đóng đậy đẹp này các bác. Đó, tay cầm bọc cao su liền lạc nhá. Chiều dài của cái cây đục bê tông này thì nó được 22 này các bác này. Và bản lưỡi sử dụng thì rộng là 3cm các bác nhá. Bản lưỡi sử dụng rộng 3cm. Đó, B43 cái này cũng là 150.000. Mã số tiếp theo B44. B44 cũng một cái cây đục bê tông. Con này thì hiệu của nó là Mokuba các bác nhá. Hiệu Mokuba này, made in Japan. Đó, khá là mới luôn. Đó. Lưỡi đục thì không sứt mẻ gì nhá. Lưỡi đục đẹp các bác nhá. Đây phần đầu đóng đây khá là đẹp này. Con này thì hàng xài lướt các bác nhá. Người ta cũng có xài lướt rồi. Đó, tay cầm thì bọc cao su cũng liền lạc này. Chiều dài của cái con này thì nó được là 23,5 và phần lưỡi sử dụng của nó thì rộng là 2,5cm các bác nhá. Đó, lưỡi sử dụng rộng 2,5cm. B44 là 170.000, B44 170. Mã số tiếp theo B45. B45 là một cái bộ vít các bác nhá. Đó, một cái bộ vít này. Bộ này còn nguyên trong hộp chưa xài này các bác này, made in Germany này. Đó, nó có các cái đầu vít này. Đây thì nó có tổng là 24 đầu vít các bác nhá. 24 đầu vít, đầu tam giác, đầu lục giác này, đầu ba cạnh, đầu sao này, đầu chữ U này. Đó, đây các đầu sao, đầu cộng, đầu trừ này. Đó, tổng 24 đầu vít này. Đây thì nó có một số cái đầu nối các bác này, đầu chữ Y này. Đây. Đầu chữ Y, đây đầu này cũng đầu nối nữa. Đó, một số đầu nối đây, và nó có một cái cây cần, cây cần này thì có thể lắc léo được các bác nhá. Đó. Đó, lắc léo gật gù sang bên nọ bên kia được. Đó, cây này kiểu như một cái cây cũng một cây đầu nối mà nó có lò xo các bác. Đây thì dưới này thì có 2 4 6 8 10, 10 đầu lục giác các bác nhá. 10 đầu mở khóa lục giác là từ 5 ly này. Đó, từ 5 ly. Đầu nhỏ nhất là đầu 5 mm các bác nhá. Và đến đầu to nhất thì của nó là đầu 14 mm. Đó, đến đầu to nhất là đầu 14. Đó, đây thì phần cán tay cầm đấy các bác nhá. Cái này thì cũng là một cái cây cần nối này. Đó, một cây cần nối. Đó, một cái bộ vít rất là đầy đủ luôn các bác. Đó. Đó, 24 đầu vít và 10 đầu mở khóa lục giác này các bác này. Đó. Đây, còn nguyên trong hộp đây rất là đẹp này, mini tool này. Đó, mini tool. Đó, hộp rất là đẹp luôn. Bộ vít B45 này là 350.000. B45 là 350.000. Mã số tiếp theo B46 cũng là một cái bộ, là một bộ tô vít các bác nhá. Bộ này hiệu của nó là Alex made in Japan này. Đó, Alex made in Japan. Còn nguyên trong hộp chưa xài các bác nhá, chưa qua sử dụng. Bộ này thì nó gồm có là 3 cây đầu cộng này, 3 cây đầu cộng, 2 cây đầu trừ, 1 cây đầu mũi nhọn, 1 cây đầu chữ V này.
và ba cây là mở khóa lục giác các bác nhá. Đó, trên các cây của nó thì đều có đóng chữ Japan các bác nhá. Đó, trên các cây đều đóng chữ Japan, tay cầm là bằng nhựa cứng này. Đây, các loại màu sắc rất là đẹp. Đây con này thì để em nối vào này. Đó. Đây khi các bác nối vào thì nó sẽ dài được khoảng 13 cm các bác nhá. Đó, nối vào dài 13 cm. Đó, hàng mới chưa xài còn nguyên hộp đây các bác nhá. Hàng còn nguyên hộp luôn nhá. Đó, hàng còn nguyên trong hộp. Đây ở ngoài hộp của nó thì có các thông số này. Đầu trừ là đầu 1.8 này, 5 này. Đó, và đầu cộng là cộng 0, cộng 1, cộng 2. Đầu lục giác là 5.5 mini này, 8 mini và 10 mini các bác nhá. Đó, đầu chữ V rồi đầu mũi nhọn nữa. Đó. Có các thông số đây, hiệu Alex made in Japan. B46, bộ vít này 150.000. B46 là 150.000. Mã số tiếp theo B47. B47 là một cái chiếc Eto kẹp bàn các bác nhá. Con này thì hàng chưa qua sử dụng đâu, còn rất là đẹp này. Đó, còn tem mát đây các bác nhá. Đó, các bác có thể thấy miệng kẹp của nó rất là khít này, không có bị hở một tí nào nhá, sứt mẻ không sứt mẻ gì nhá. Đó, và miệng kẹp này thì nó rộng được là 5 cm các bác nhá. Miệng kẹp thì em đo trước rồi, nó rộng là 5 cm. Đó, đây thì ốc vặn thì rất là trơn tru mượt mà này. Đó, ốc vặn trơn tru mượt mà nhá, không kẹt cứng gì đâu các bác. Đó, các bác có thể thấy này, ốc vặn rất là trơn tru luôn. Đó, chiếc Eto này thì nó nặng được 800g các bác nhá, nặng 800g. Chiếc Eto kẹp bàn B47 này 250.000. Mã số tiếp theo B48 là một cái cây cảo chữ C. Đó. Con này thì hiệu của nó là Super này các bác này. Đó, Super, hiệu Super của Nhật nhá. Rất là nổi tiếng luôn. Đó, con này thì cũng rất là đẹp đây, lớp sơn mạ còn đây các bác nhá. Một cái cây cảo chữ C loại nhỏ này. Đây, ốc vặn trơn tru không kẹt cứng gì nhá. Con này thì phần miệng của nó thì có thể mở tối đa thì được khoảng tầm 4,5 cm các bác nhá. Đó, miệng kẹp thì nó mở khoảng 4,5 cm. Đó. Đây, đế kẹp của nó thì có các cái đánh để chống trơn trượt đây các bác. Đó, ốc vặn rất là trơn tru mượt mà luôn. Đó. Và chiều dài của cái cây cảo này thì dài được khoảng tầm là 9,5 này các bác này. Đó, dài 9,5. Đó, cây cảo chữ C B48 này 100.000, B48 100. Và số tiếp theo B49. B49 là một cái bộ lục giác các bác nhá. Lục giác này, lục giác màu này, rất là đẹp này, đầy đủ các loại màu sắc luôn. Nó gồm có tổng là 9 cây lục giác các bác nhá. Đó, 9 cây lục giác từ cây 1.5 này, 2.5, 3.45 này. Và ba cây to của nó là 6.8 và 10 các bác nhá. 6.8 và 10. Bộ lục giác vuông các bác nhá. Đấy, nó có một đầu vuông và một đầu hình trái bí này. Đó, đầu trên này đầu vuông, đầu dưới này đầu hình trái bí. Đó. Một bộ lục giác gồm có tổng là 9 cây lục giác, rất là đẹp luôn, đầy đủ màu sắc. Bộ lục giác vuông B49 này 180.000. Mã số tiếp theo B50. B50 là một cái cây classic của hãng MCC. Đó. Con này thì thép của nó thép rèn các bác này, rất là cứng cáp, drop forget này. Chiều dài phần cán của cây này thì nó được là 30 cm các bác nhá. Và chiều dài phần xích của cây này thì nó được khoảng tầm xích cây này thì nó dài 42 cm các bác nhá. Đó, xích dài 42 cm. Đây, răng lợi chưa cấn dập chảy trượt gì, răng lợi rất là đẹp luôn nhá. Đó, nó chỉ bị tróc một ít sơn mạ thôi. Đó, do để bãi nên là nó bị tróc một ít sơn mạ, cáp 1/4 gạch ba này. Đó, hiệu MCC. Đó, B50 cái này 250.000. B50 là 250.000. Rồi tiếp theo B51 cũng một cái cây classic các bác nhá. Cái này hiệu cũng là Super này. Đó, classic loại nhỏ. Đó, con này răng lợi còn đẹp này, không có bị cấn dập chảy trượt gì các bác nhá. Đó, thép rèn drop forget này. Đó. Đó, đây số hiệu CT gạch 10. Phần tay cầm này của nó là dài được 15 cm các bác nhá. Đó, tay cầm dài 15 cm. Còn phần xích của cái này thì nó dài được khoảng tầm 45 cm. Đó, phần xích cái này dài 45 cm các bác này. Đó, xích thì nó có một mắt ở đây, nó đỉ sét, nó hơi kẹt, các bác về có thể tra dầu rồi gõ nó lại các bác nhé. Đây, có chỗ này, phần xích này nó do để bại nó đỉ sét nên nó hơi bị kẹt đấy. Đó. Chứ cây này rất là mới luôn này. Đó, B51 180.000, B51 180. B52 cũng là một cái cây classic tương tự các bác nhé. Đó, cũng một cái cây loại nhỏ. Con này hiệu của nó là hiệu Top này. Đó, Top Japan size 150mm này. Phần cán cũng dài 15 cm các bác nhé. Cán dài 15 cm. Còn phần xích thì phần xích này thì em đo được nó cũng dài 45 cm các bác nhá. Đó, xích này em đo được dài 45 cm. Đó, hiệu Top thép chrome vanadium này. Đó, đây phần răng lợi thì gần như là chưa xài luôn, còn nguyên lớp sơn mạ ở phần răng đây nhá. Đó, B52 cái này cũng là 180.000. B52 180. Mã số tiếp theo B53 là một cái cây đập đá đập thịt các bác nhá. Đó, cái này có thể sử dụng đập đá đập thịt, nó làm bằng đồng này các bác này. Đó, đồng của Nhật nhá, có chữ Nhật đóng chìm trên phần cán này. Đó, cán gỗ còn đẹp chắc chắn này.
Kích thước chiều dài cả cán của cây này thì nó được là khoảng tầm 35 cm. Phần lưỡi sử dụng thì dài được là 9,5, bản lưỡi rộng là 4 cm. Đó, con này có thể sử dụng đập đá lạnh các bác nhé, hoặc là các bác đập thịt này. Đó, đó là bằng đồng B53 là 180.000. Mà số tiếp theo B54 là một cái cây rũa gỗ của hãng Shinto. Đó, Shinto hãng quả Nhật các bác nhé. Có cây rũa gỗ. Con này thì nó có một mặt răng là mặt răng thưa này và một mặt răng dày các bác nhé. Đó, hàng xài lướt thôi các bác, còn rất là răng còn rất là bén nhá. Đó, hàng xài lướt rồi răng rất là bén. Chiều dài cả cán của cây này được 34 cm. Và phần lưỡi sử dụng của nó thì dài được là 22,5, bản lưỡi thì rộng được là khoảng tầm 2,7 các bác nhá. Đó, bản lưỡi rộng 2,7. Cây rũa gỗ của hãng Shinto của Nhật, B54 180.000. Rồi tiếp theo B55. B55 là một cái cặp móc lốp xe các bác nhá, cặp móc lốp xe máy xe đạp hiệu là Tiger này. Đó, Tiger Glory. Đó, dài 36 cm các bác nhá. Đây 360mm, dài 36 cm. Đó, cặp này rất là mới, còn lớp sơn mạ đây và thép là thép rèn này các bác này. Drop forged rất là cứng cáp nhá. Đó, thép drop forged mà alloy steel nữa này. Đó, rất là cứng cáp luôn. Đây, nó có một đầu là đầu kiểu đầu của nó, một đầu là hơi cong này các bác này, đầu hơi cong và một đầu dẹp các bác nhá. Đó, một đầu cong và một đầu dẹp. Đó. Một cặp cùng một hiệu luôn. Nó thép rèn của hãng Tiger. Cặp móc lốp xe B55 này là 250.000, B55 250.000. Số tiếp theo B56. B56 là một cái quận dây câu các bác nhá. Đó. Một cái quận dây câu mới nguyên, còn nguyên trong hộp chưa xài các bác này. Cái quận dây câu này thì nó hàng chuẩn Nhật luôn các bác này, made in Japan này và nó dài 500 m các bác nhá. Quận dây này dài 500 m và nó có thể câu được cá tối đa là 48 kg này. Đó, câu cá lớn các bác nhá. Có thể câu được cá lớn 48 kg này. Đây có thông số 0.91 mini này. Đó, 0.91 mini. Đó, dây này thì nó khá là to đây các bác này. Đó, các bác có thể thấy này, dây khá là to nhá. Dài 500 m luôn các bác, rất là dài luôn. Đó, made in Japan, có hiệu các thứ của nó ở trên hộp này rồi. Đó, hàng mới còn nguyên hộp luôn nhá. Đó, quận dây câu B56 này là 200.000, B56 200. Đến mã số tiếp theo, mã số B57. Đến mã số B57 là một cái cây kéo cắt cành đúc các bác nhá. Đó, cây kéo cắt cành đúc. Con này thì dáng của nó dáng đuôi cong rất là đẹp này các bác này. Đó, lò xo chữ V và chốt của nó là chốt đúc này. Đó, vừa có thể lắp lò xo chữ V và lò xo rụt gà được các bác nhá. Đó, có chữ Nhật đóng chìm ở trên bề mặt lưỡi này. Con này thì lưỡi kéo còn zin nguyên các bác nhá, chưa có mài rũa gì, lưỡi đầy đẹp này. Đó, rất là sắc bén nhá. Đó, láng mịn luôn, không đỗ rỉ gì các bác nhá. Đó, dáng đuôi cong rất là đẹp và cái này size của nó thì là size 20 các bác nhá. Đó, dài 20 cm. Đây, lưỡi kéo còn full luôn các bác nhá. Đầy đẹp nguyên, không xít mẻ gì cả. Dáng đuôi cong. B57 cái này là 420.000. B57 420.000. Đó, số tiếp theo B58. B58 cũng là một cái cây kéo cắt cành đúc đuôi cong các bác nhá. Đó, cây này thì cũng là đuôi cong, size cũng là size 20 các bác nhá, dài 20 cm. Đó, đây có chữ đóng chìm trên bề mặt lưỡi này. Và cái này lưỡi kéo còn zin nguyên nhá. Đầy đẹp nguyên đấy các bác, không xít mẻ gì cả nhá. Đó, lưỡi zin nguyên. Lò xo chữ V này và chốt của nó là chốt đúc nhá. Đó, vừa lắp lò xo chữ V vừa lắp lò xo đột gà được các nhá. Đó, láng mịn luôn, không có rỗ đỉ gì đâu. Đó, dài 20 cm. B58 cái này là 400.000. B58 400. Mã số tiếp theo B59 cũng là một cái cây kéo cắt cành đúc đuôi cong. Đó, con này dáng đuôi cong các bác nhá. Con này thì nó không có chữ các bác nhá. Nó không có chữ nhưng mà lưỡi thì còn zin nguyên này. Đó, chưa mài rũa gì. Đó, lưỡi đầy đẹp nguyên các bác nhá. Đó, lò xo chữ V và chốt cũng là chốt đúc nhá. Đó. Đây, cũng láng mịn luôn, không lỗ đỉ gì các bác nhá. Nhiều cây kéo của Nhật thì người ta cũng không có đóng chữ đâu các bác. Đó. Cây này cũng là kéo Nhật nhưng mà người ta chưa có đóng chữ. Đó. B59 300.000. Con này dài 20 cm các bác nhá. Dài 20 cm. B59 300.000. Và số tiếp theo B60. Đó, B60 là một cây kéo cắt cành đúc. Cây này thì size của nó là size 18 các bác. Đó, con này đúng rồi, size 18, dài 18 cm các bác nhá. Đó. Lưỡi kéo thì zin này các bác này, chưa mài rũa gì nhá. Đó, lưỡi đầy đẹp nguyên nhá. Đó, đặc biệt con này chữ rất là nhiều đấy các bác này. Đó, chữ rất là nhiều trên bề mặt lưỡi. Hai mặt chữ luôn, ốc chốt là ốc đồng các bác nhá. Lò xo chữ V và dây chốt gài là dây da nhá. Đó, dây chốt gài của nó là dây da. Đó. Rất là đẹp luôn, láng mịn luôn này. Đó, lưỡi kéo đầy full nguyên các bác nhá. Đó. B60 là 350.000, B60 350.000. Và số tiếp theo B61 là một cái cây kéo cắt cành của hãng ARS. Đó, con này đây có hiệu đóng chìm trên bề mặt lưỡi đây các bác nhá, ARS này.
Đó, ARS. Đây ở phần đuôi cán của nó có chữ đây các bác này, Made in Japan này. Đó, Made in Japan. Chiều dài của cái cây kéo cắt cành này thì nó được là khoảng 19,5 các bác nhá. Đó, 19,5, lò xo chốt gài đầy đủ nhá. Lưỡi kéo thì rất là sắc bén các bác nhá. Đó, lưỡi không sứt mẻ gì, lưỡi bén nhá. Đó. Không sứt mẻ gì cả, lưỡi kéo rất là đẹp, sắc bén. Kéo ARS thì rất là nổi tiếng của Nhật các bác nhá. Bề mặt lưỡi thì đẹp này, sáng đẹp. Đó, B61 là 280.000. B61 280. Mã số tiếp theo B62 là một cái cây kéo tỉa của hãng ARS. Đó, con này thì còn rất là mới đây các bác này. Đó, hiệu đây, có hiệu đóng chìm trên trên lưỡi này, rồi trên cán của nó cũng có hiệu ARS đây các bác nhá. Đó, lò xo rồi dây chốt gài là dây cao su các bác nhá. Đó, dây chốt gài dây cao su, lưỡi kéo đẹp này. À, con này lưỡi kéo thì nó hơi nhăm nhăm một xíu nhá. Về thì các bác có thể mài qua đi là sử dụng ngon nhá. Đây nó hơi nhăm nhăm một xíu thôi. Nó không có mẻ các bác nhá, nó chỉ nhăm nhăm một xíu thôi này. Về các bác có thể lấy rũa. Đó. Đó, các bác rũa qua đi là nó cũng đẹp lại cái lưỡi kéo nhá. Đó, lưỡi sáng đẹp. Đó. Chiều dài của cái cây kéo tỉa này thì nó dài được là 18 cm này. Lưỡi kéo sử dụng thì nó dài được là khoảng tầm 4,5 các bác nhá. Đó, 4,5. B62 cái này 150.000. B62 150.000. Và số tiếp theo B63 là một cái cây kéo bướm đúc này các bác. Con này thì hiệu của nó là hiệu Okatsune các bác nhá. Đó, Okatsune đóng chìm trên con ốc chốt này. Lưỡi kéo thì khá là đẹp đây các bác này. Đó, lưỡi thì em có mài qua lại cho nó bén rồi. Đó, con này lưỡi thì em có mài qua rồi các bác nhá. Đó, rất là sắc bén, về các bác sử dụng thôi. Đó, không lỗ rỉ gì cả các bác nhá. Chiều dài tổng của cái cây kéo bướm này thiếu được là 20 cm. Phần lưỡi kéo sử dụng thì nó dài được là 4,3 các bác nhá. Đó, 4,3. Hiệu Okatsune B63, cái này là 230.000. Mã số tiếp theo B64 là một cái cây kéo cắt gà cắt vịt của hãng Rino Japan này. Đó. Đây, con này thì lưỡi kéo rất là đẹp này các bác này, lưỡi rất là sắc bén luôn nhá. Đó, lưỡi đẹp sắc bén. Đó, chốt gài đầy đủ đây các bác nhá. Con này thì các bác có thể tháo rời được lưỡi kéo ra này, vặn con ốc chốt nhỏ này ra này. Đó, lưỡi kéo có thể tháo rời thành hai mảnh được nhá, rất là tiện lợi. Đó. Con này sử dụng trong gia đình cắt gà cắt vịt thì rất là ngon các bác nhá, hoặc là cắt rau, cắt hành, cắt ớt gì đấy tùy các bác. Đó, mà con này chuyên sử dụng để cắt gà các bác nhá, cắt gà cắt vịt. Đó, phần cán thì người ta cũng phủ một cái lớp sơn màu đen. Đó. Chiều dài tổng cây kéo gà này nó hiếu được khoảng 26 cm, lưỡi kéo sử dụng thì dài được 8,5 các bác nhá. B64 cái này 250.000, B64 250.000. Rồi tiếp theo B65. B65 là một cái cây kéo hồ lô. Đó, cây này thì không có rỉ các bác nhá, rất là sáng và đẹp luôn. Các bác có thể thấy cái lớp xi của nó này rất là bóng luôn nhá. Đó, con này lớp xi rất là bóng, đây có chữ này. Đặc biệt thì cây kéo này các bác có thể cũng tháo rời được lưỡi kéo thành hai mảnh như này nhá. Đó. Khi tháo ra và lắp vào nó rất là dễ dàng, tiện lợi luôn. Đó, các bác chỉ cần xoay cái lưỡi kéo đi là có thể lắp lưỡi kéo lại nhá, hoặc là xoay đi là có thể nhấc lưỡi kéo ra này. Đó, rất là tiện lợi. Con này thì nó dài được khoảng 20 cm các bác nhá. Đó, dài 20 cm, lưỡi thì rất là sắc bén, gần như chưa qua sử dụng nhá. Đó, B65 cái này 250.000. B65 là 250.000. Mã số tiếp theo B66 là một cái cây kéo cắt tôn. Đó, con này thì rất là mới luôn, gần như là một cây kéo mới này các bác này. Đó, con này thép của nó là thép rèn các bác nhá, rất là cứng cáp. Đó, có chữ Nhật ở hai mặt của kéo luôn. Chiều dài của cây kéo này được 26,5 cm và phần lưỡi kéo sử dụng thì nó dài được là 6,5 các bác nhá. Đó, lưỡi kéo đẹp zin nguyên này, không sứt mẻ gì cả nhá. Gần như là một cây kéo cắt tôn mới luôn này các bác. Đó, thép rèn của Nhật, B66 200.000. Mã số tiếp theo B67. B67 là một cái cây kéo cắt tôn. Đó, con này thì rất là mới đây các bác. Tay cầm có bọc cao su liền lạc, không về chảy xước rách rưới gì nhá. Đó, có chữ ở hai mặt đây các bác nhá. Đó, hai mặt chữ lưỡi zin nguyên nhá, cũng không sứt mẻ gì cả đâu các bác nhá, lưỡi rất là bén. Chiều dài của cái cây kéo cắt tôn này thì nó được là khoảng 21,5 và chiều dài lưỡi kéo sử dụng thì được là 5,2. Đó, B67 là 180.000. B67 180. Đến mã số tiếp theo B68. Mã số B68 các bác nhé, là một cây rìu chữ L này. Con này thì lưỡi hai mặt ba lớp thép hàng rèn thủ công của Nhật, chữ đóng chìm trên bề mặt lưỡi đây rất là đẹp các bác nhé. Bề mặt lưỡi láng mịn luôn này. Chiều dài phần lưỡi sử dụng của nó thì được là 13,5 và chiều rộng lưỡi thì được là 11 cm. Chiều dài phần cán của cây này thì được là 36,5 và cân nặng của cây này thì nó được cái này cân nặng của nó là 800g các bác nhé. Đó, nặng 800g, B68 350.000. Mã số tiếp theo B69 là một cái cây rìu bổ này các bác này. Đó, cây rìu bổ con này là hàng rèn thủ công của Nhật các bác nhá. Đây có khắc 3 tia, bên này 4 tia này. Chiều dài phần lưỡi sử dụng của nó 15 cm, bản lưỡi thì rộng được là 6 cm các bác nhá.
Chiều dài phần cán cái này thì nó được khoảng 30 cm nhá. Cán thì nó hơi ngắn đấy. Đó, về các bác không thích thì có thể thay cán khác vào xài nhá các bác nhá. Có lưỡi rìu nó rất là dày luôn này. Đó, lưỡi rìu này thì nó dày được khoảng tầm 3,3 cm các bác nhá. Cân nặng của cây này thì được 1,3 kg các bác nhá. Đó, nặng 1,3 kg. B69 là 250.000. Đến mã số tiếp theo B70. B70 là một cái cây liềm các bác nhá. Đó, cây liềm này. Đây, con này thì rất là mới luôn, còn nguyên lớp sơn mạ chữ nhật đóng chìm trên bề mặt lưỡi nhá, lưỡi mài hai mặt các bác nhá, đó lưỡi hai mặt cán gỗ mới tinh luôn này, tem mác của Nhật còn đây. Chiều dài phần lưỡi sử dụng của cây này thì nó được 12,5 và bản lưỡi thì rộng được là 4 cm này. Chiều dài phần cán của cây này thì được là 36 cm và độ dày lưỡi liềm này thì nó dày được 4,5 inch các bác nhá, dày 4,5 inch. B70 là 200.000. Mã số tiếp theo B71. B71 là một cái cây liềm này. Đó, con này thì lưỡi hai mặt các bác nhá. Lưỡi hai mặt đây có chữ này. Đó, chữ này đây có hình con nai hay con hươu gì đây các bác này. Đó. Bề mặt lưỡi thì khá là đẹp các bác nhá. Lưỡi rất là sắc bén luôn. Trên cán của nó còn tem mát đây. Chiều dài phần lưỡi sử dụng thì được 14 cm này. Bản lưỡi thì rộng là 4,2 và độ dày lưỡi của con này thì dày được con này độ dày lưỡi của nó là 5,5 inch các bác nhá. Đó, độ dày lưỡi là 5,5 inch. Chiều dài phần cán của cây này thì nó được là 35 cm. Nó B71 là 220.000. Mã số tiếp theo B72 một cái cây liềm đi rừng đấy các bác này. Đó, con này đi rừng đi đẩy sử dụng chặt phát, vừa chặt phát vừa móc nhá, một cái cây liềm phát các bác nhá. Lưỡi hai mặt các bác nhá, bề mặt lưỡi thì khá là đẹp đây các bác này. Đó, khá là đẹp. Đó, cái này thép thủ công nhìn nó thế các bác. Đó, nhìn nó là thép thủ công chữ đóng chìm trên bề mặt lưỡi này, cán gỗ đẹp chắc chắn đây các bác nhá. Chiều dài phần lưỡi sử dụng của con này thì nó được là 15 cm, bản lưỡi rộng là khoảng 3,8, độ dày lưỡi của con này thì dày được con này độ dày lưỡi là 5 ly các bác nhá. Đó, nó dày 5 ly. Và chiều dài phần cán của cây này thì cán dài là 36 các bác nhá, cán dài 36 cm. B72 là 300.000. Mã số tiếp theo B73, cũng một cái cây liềm phát này các bác này, vừa con này vừa chặt phát vừa móc được nhá. Đó, cũng hàng đèn thủ công, lưỡi mài hai mặt, đây thì nó có một cái dấu gì đây các bác, chữ hay dấu gì ạ, nhìn không rõ lắm. Đó, lưỡi rất là sắc bén, cán hàng rèn liền luôn các bác nhá, cán rèn liền. Chiều dài tổng của cây này thì nó được là khoảng 42 cm. Chiều dài lưỡi sử dụng thì được là 16, bản lưỡi rộng là 4,5 và độ dày lưỡi của con này thì dày được con này độ dày lưỡi là 6,5 inch các bác nhá. Đó, dày 6,5 inch. B73 cái này là 330.000. Số tiếp theo B74. B74 là một cái cây dao găm các bác này. Đó, con này thì rất là đẹp luôn nhá. Đây. Đó, các bác có thể thấy bề mặt lưỡi của nó rất là sáng và đẹp. Đây có tên hãng Gerber Made in USA này. Đó, Made in USA. Lưỡi rất là sắc bén các bác nhá, lưỡi mài hai mặt. Đó, rất là bén. Đây cái khâu của nó rất là đẹp luôn, cán gỗ một đinh chốt đóng chắc chắn này các bác. Đó, lưỡi có bao da đây các bác nhá, có quai đeo này, dây chốt gài thì có hình bông hoa cúc đây các bác. Đó, con này dây chốt gài của nó có hình bông hoa cúc đây, rất là đẹp nhá. Về kích thước thì chiều dài cả cán của cây này nó được là khoảng tầm 24 cm. Chiều dài lưỡi sử dụng của con này được là 12,5, bản lưỡi thì rộng được là 2,5 các bác nhá. Rộng 2,5. Đó, lưỡi có bao da rất là đẹp. Bao da không có bị chảy xước rách lưới gì đâu. Đó, B74 là 350.000. Và số tiếp theo B75. Đây, có một cái cây dao nhỏ này. Con này hiệu Makuta các bác này, Made in Japan. Bề mặt lưỡi thì có các cái đường vân nhìn rất là đẹp luôn các bác. Cán gỗ đóng 4 đinh chốt chắc chắn nhá. Phần đuôi cán người ta có cột một cái hình đầu lâu nhỏ đây, rất là đẹp luôn nhé. Chiều dài cả cán của cây này thì nó được là 19,5 cm và lưỡi sử dụng của con này thì nó được là 9 cm. Bản lưỡi thì nó rộng khoảng tầm là 3 cm các bác nhé. Bản lưỡi rộng 3 cm. Lưỡi có cái bao da đây rất là đẹp các bác nhé. Bao da bên ngoài có hình lá cây này. Đó, hình lá cây bên này có cái quai đeo này. Đó. Mã số B75 cây này 250.000. B75 250.000. B76. B76 một cái cây dao gấp các bác nhá. Con này hiệu Browning này, USA này. Đó, Browning USA. Chiều dài cả cán của cây này thì nó được là khoảng tầm 22 cm. Phần lưỡi sử dụng của con này thì nó được là 9,5, bản lưỡi thì rộng được là 2,5 các bác nhá. Bản lưỡi rộng 2,5. Đây nó có một cái chốt ở đây. Các bác bấm cái chốt này vào thì có thể gập lưỡi dao lại nhá. Đó, có thể gập lại này. Đây, các bác bóp ở phần trên đầu này. Đó, nó sẽ bung lưỡi ra này. Đó, hiệu Browning USA các bác nhá. Đó. B76 cái này 180.000. B76 180. Mã số tiếp theo B77 là một cái cây dao đi săn đi phượt này các bác. Đó, con này thì lưỡi mài một mặt các bác nhá. Lưỡi mài một mặt. Hiệu Winboy của Nhật này các bác. Đó, Winboy của Nhật. Bề mặt lưỡi dao thì khá là sáng và đẹp nhá. Đó, khá là sáng và đẹp.
Chiều dài tổng cả cán cái này là 20,5. Phần lưỡi sử dụng thì dài 9cm, bản lưỡi thì rộng được 3,5 các bác nhá. Phần cán của nó là bằng nhựa cứng này. Con này giao đi săn đi phượt đây các bác, đi câu mang theo cũng được. B77 180.000. Mã số tiếp theo B78 là một cái cây dao cán sừng này các bác. Đó, cây dao gấp cán sừng. Đó, con này cán ốp sừng hai bên này, cán này của nó là bằng sừng nai hay sừng hươu gì các bác. Khâu là khâu đồng các bác nhá. Đó, khâu đồng. Bề mặt lưỡi thì đẹp này, không có bị rỗ các bác nhá, không rỗ này. Đó, chữ đóng chìm trên bề mặt lưỡi nhá. Đó, cái quai của nó đây cũng bằng đồng này. Chiều dài của cái này thì cả cán 19,5 các bác nhá, chiều dài cả cán 19,5. Chiều dài phần lưỡi thì được là khoảng 7cm này, bản lưỡi thì rộng là khoảng 2,3. Đó. Cán ốp sừng rất là đẹp. Đó, không sử dụng có thể gập lại các bác nhá. Đó, gập lại rất là gọn gàng. B78 cái này 250.000. Mã số B79 là một cái cây dao đa năng này các bác. Đó, con này dao đa năng. Con này thì đây nó có một cái thìa này. Đó, một thìa một dĩa này các bác. Một thìa một dĩa, một cái khui rượu vang này. Đó, khui rượu vang. Và một cái lưỡi dao đây các bác nhá. Đó, lưỡi dao thì đẹp này, rất là bén nhá, không chứt mẻ gì. Lưỡi con này rất là bén luôn này các bác này. Đó, đây có sự ta lét này các bác này, không gỉ các bác nhá. Thép không gỉ. Đó, một cái lưỡi dao. Và đây thì còn một số chi tiết nữa đây các bác này. Đây cái khui đồ hộp này. Đó, cái để khui đồ hộp. Đây, vẫn còn này các bác này. Ủa, cái này nó cứng quá, cái này không biết để làm gì đây. Đó. Đây nó còn một cái chi tiết nữa nhưng mà nó cũng moi nó không ra luôn này các bác. Rất là cứng. Đó. Cái này thì cũng kiểu như cái để khui đồ hộp các bác. Đó, lưỡi dao rồi thìa dĩa các bác nhá. Khui rượu vang, khui đồ hộp. Đó, rất là đẹp luôn. B79. Đó, mã số B79 là 250.000. B79 250.000. Mã số tiếp theo B80. Mã số B80 một cái cây dao chặt dao đi rừng các bác nhá. Con này lưỡi hai mặt ba lớp thép nhá, chữ đóng chìm trên bề mặt lưỡi này. Bề mặt lưỡi khá là đẹp đây các bác. Đây thì nó có mấy cái vết gì đây không biết nữa. Vết này không phải vết rỗ các bác nhá. Đó, không phải vết rỗ đâu. Kiểu như vết người ta tạo ra vậy. Chiều dài phần lưỡi sử dụng của con này nó là khoảng 13,8cm, bản lưỡi thì rộng được là 6,8 các bác nhá. Và độ dày lưỡi của con này thì dày được là 7 ly. Đó, con này lưỡi dày 7 ly. Đây, phần cán gỗ còn đẹp đây các bác nhá. Đó, con này cân nặng thì nó được khoảng 700g các bác nhá, nặng 700g, B80 400.000. Rồi tiếp theo B81. Đó, con này thì rất là mới này các bác, còn nguyên lớp sơn mạ luôn, lưỡi hai mặt nhá. Đó, lưỡi hai mặt thép rèn thủ công của Nhật, cán gỗ để đập chắc chắn này. Tem mác của Nhật còn trên cán đây các bác nhá. Phần lưỡi sử dụng của con này thì chiều dài phần lưỡi sử dụng thì nó được là khoảng tầm 14cm, bản lưỡi rộng là khoảng 6,3 và độ dày lưỡi của con này thì dày được con này độ dày lưỡi cũng 7 ly các bác nhá. Dày 7 ly và cân nặng thì nó được là 650g. Cân nặng 650g, B81 là 380.000. B81 380.000. Mã số tiếp theo B82, một cái cây dao đi rừng, con này lưỡi một mặt hai lớp thép các bác nhá. Đó, lưỡi một mặt hai lớp thép, bề mặt lưỡi thì còn lớp sơn mạ đây các bác, chữ đóng chìm trên bề mặt lưỡi này. Đó, hai lớp thép mặt sau có rãnh tản lực nhá. Đó, tem mác của Nhật còn trên cán này, cán gỗ rất là mới và chắc chắn các bác nhá. Chiều dài phần lưỡi sử dụng của con này thì nó được là 13,5, bản lưỡi rộng là 6,5 và độ dày lưỡi thì được độ dày lưỡi cũng 7 ly các bác nhá. Đó, độ dày lưỡi 7 ly và cân nặng cây này thì được 700g. Đó, nặng 700g, B82 cái này 400.000. Mã số tiếp theo B83. Đó, có một cây dao đi rừng, con này lưỡi cũng ngoài một mặt hai lớp thép các bác nhá. Hai lớp thép, bề mặt lưỡi đẹp không có rỗ này. Đó, chữ thì ở mặt sau các bác nhá. Đây. Có chữ Nhật đóng chìm ở mặt sau, hai lớp thép. Đó, cán gỗ rất là đẹp và chắc chắn này các bác. Con này thì chiều dài phần lưỡi sử dụng thì được là khoảng 18cm. Đó, bản lưỡi thì rộng được là khoảng 5,8 thôi nhá. Và độ dày lưỡi con này thì dày được con này cũng 7 ly các bác nhá. Đó, lưỡi dày 7 ly. B83 cái này 380.000. Mã số tiếp theo B84, một cây dao đi rừng, lưỡi con này cũng một mặt hai lớp thép các bác nhá. Hàng rèn thủ công, chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi này. Đó, hai lớp thép, bề mặt lưỡi đẹp có rãnh tản lực ở mặt sau đây các bác. Đó, cán gỗ đẹp chắc chắn nhá. Con này thì phần lưỡi sử dụng của nó dài 16,5 các bác nhá, 16,5. Bản lưỡi thì rộng là khoảng 4,7 và độ dày lưỡi của con này thì nó được là khoảng tầm 6 ly các bác nhá. Đó, khoảng 6 ly. Đó, B84 là 300.000. Mã số tiếp theo B85, một cây dao đi rừng, con này lưỡi cũng một mặt hai lớp thép này.
Bề mặt lưỡi cũng đẹp các nhá, không có rỗ nhá. Đó, hai lớp tem ghép. Đó, sống dao đẹp đây, lưỡi thì cũng dài 16,5 các bác nhá. Đó, chữ đóng chìm trên bề mặt lưỡi các bác. Lưỡi dài 16,5, bản lưỡi thì rộng được là 4,7. Đó. Cán gỗ cũng đẹp đây các bác nhá, cán gỗ đẹp này. Đó. Có chữ các bác B85, cây này cũng là 300.000, B85 300. Rồi tiếp theo B86, một cây dao chặt dao đi đựng, con này lưỡi hai mặt nhá các bác nhá. Đó, lưỡi mài hai mặt, bề mặt lưỡi thì em có sửa lại cho nó đẹp rồi các bác này. Đó, em có sửa lại cho đẹp, nó sống ra cũng đẹp đây nhá. Con này thì nó không có chữ các bác nhá. Nó không có chữ nhưng mà hai mặt thì chặt rất là ngon nhá. Cán gỗ cũng đẹp chắc chắn. Chiều dài phần lưỡi sử dụng là 15,5, bản lưỡi thì rộng được là 4,7. Và độ dày lưỡi của con này thì dày được con này độ dày lưỡi là nó khoảng tầm 6 ly rưỡi các bác nhá, 6 ly rưỡi. Đó, B86 cái này 280.000. Tiếp theo B87. Đó, cũng một cây dao chặt, con này lưỡi hai mặt các bác nhá, lưỡi mài hai mặt, bề mặt lưỡi cũng đẹp này, sống dao chưa bị cấn giật gì. Đó, sống dao cũng đẹp đây các bác này. Đó, cán gỗ thì con này phần cán của nó thì nó có một vết rẽ nhẹ đây các bác này, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì nhá. Còn rất chắc chắn đây các bác nhá. Đó, cán có vết tách nhẹ đây nhưng mà nó rất chắc chắn nhá, không rơ lắc gì cả nhá. Tem mác của Nhật còn ở trên cán đây các bác. Đó, phần lưỡi sử dụng con này là dài 16,5 các bác nhá. Và bản lưỡi thì rộng là 3,3 và độ dày lưỡi của con này thì nó dày được con này độ dày lưỡi là 6 ly các bác nhá. Đó, 6 ly, chặt gà, chặt vịt rồi chặt mía, chặt dừa rất là ngon. Đó, B87. B87 cái này là 300.000, B87 300. Còn tiếp theo B88, một cái cây dao chặt các bác nhá. Con này thì hiệu của nó là hiệu Woodman này. Đó, Woodman Japan này các bác này. Đó, đây có chữ Japan này, Woodman Japan. Lưỡi mài hai mặt các bác nhá. Lưỡi mài hai mặt, lưỡi thì rất là sắc bén luôn. Chiều dài phần lưỡi sử dụng của con này thì nó được là 14 cm, bản lưỡi thì rộng là 3,8 các bác nhá. Bản lưỡi rộng 3,8 và độ dày lưỡi của con này thì nó được là con này độ dày lưỡi là 5 ly các bác nhá. Đó, cán của nó là bằng nhựa cứng này, nhựa này rất là bền, có thể chịu nắng mưa được các bác nhá. Đó. Con này lưỡi hai mặt chặt rất là ngon nhá. B88 là 350.000. Mã số tiếp theo B89 là một cái cây dao chặt nhỏ đây các bác này. Đó, dao chặt nhỏ, dao chặt mini, rất là mới nhá. Cán mới tinh luôn, lưỡi một mặt hai lớp thép. Đó. À, con này lưỡi nó mài một mặt. Con này không biết có phải hai lớp thép không nữa đây. Đó, hình như nó là thép nguyên khối các bác. Đó, đây, có chữ Nhật đóng chìm trên bề mặt lưỡi đây các bác nhá. Đó, chữ đóng chìm trên bề mặt lưỡi thì sáng đẹp này. Đó, em vệ sinh khá là sáng và đẹp. Con này thì chiều dài cả cán thì nó được khoảng 23 cm các bác này, 23 cm. Chiều dài lưỡi sử dụng thì nó được là 10,7. Đó, 10,7. Bản lưỡi thì rộng là 3,2. Độ dày lưỡi của con này thì nó dày được 5 ly các bác nhá. Đó, dày 5 ly. B89 170.000, B89 170. Mã số tiếp theo B90. Mã số B90 là một cái cây Lakiri thép thủ công các bác nhá. Đó, bề mặt lưỡi còn đẹp này, không có rỗ các bác nhá. Đó, thép thủ công, chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi này. Lưỡi thì khá là sắc bén nhá. Về các bác xài đến đâu thì bác có thể mài đến đấy nhá. Họ sử dụng đâu mài đến đấy, em cũng có mài qua rất là bén rồi. Đó, cán gỗ khâu nhựa các bác nhá, cán gỗ khâu nhựa. Chiều dài phần lưỡi sử dụng của nó, con này thì nó được là khoảng 16 cm, bản lưỡi thì rộng là 5 cm. Và độ dày lưỡi của con này thì ở sát cán của nó dày là 4 ly các bác nhá, mà mỏng dần ra ngoài mũi thì còn 1 ly. Đó, sát cán này nó dày 4 ly và mỏng ra ngoài này còn 1 ly nhá. Có một con Lakiri thép thủ công, thép thủ công thì nó rất là sắc bén các bác nhá. Nó có rỉ các bác nhá. Đó, các bác sử dụng thì, xong thì có thể lau khô rồi bảo quản nhá. Đó, lau khô đi. Đó, sử dụng lau khô đi là nó sẽ đỡ rỉ nhá. Đó, thép thủ công B90, cái này là 250.000. B90 250.000. Em xin kết thúc video tại đây các bác nhá. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau ạ.